Chào bà con cô bác, chào mừng bà con cô bác đến kênh Mai Vàng miền Nam của em. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 6, em tiếp tục lên lô bonsai mini của em. Trước màn hình nhỏ của bà con cô bác là một cây mai lai củ đinh lăng. Đó, thấy không? Chân dài, trời ơi, tính hết luôn. Hàng này hàng bao đẹp nha mọi người. Lâu lâu em mới được những cái cây mai gọi là cây mai chân dài này nha, để một gang tay luôn. Đó, nó không có nhiều, nhiều thì nó không đẹp, chỉ vài cọng lá que thôi. Hàng mini, hàng để bàn, bông của nó là cực kỳ gọi là xuất sắc, chỉ có vài trăm ngàn một cây. Ai có cái bài thuốc nào chị cảm hay chỉ em cái nha. Hoành 14 của chỗ này em bị, nếu mà xét về tiếng Anh thì gọi là cảm cúm rồi, gọi là blue 22. Nãy giờ xét chị Google dữ lắm mới ra được cái chữ này. Chiều cao 45, nằm chậu 30, lọt lòng. Đó, em xài dòng hàng mini, hàng để bàn. Thôi ơi, nó cực nát luôn nha mọi người. Bông rất là đẹp đó, nuôi đây cạnh, lợp ra giật đọt lên, ui bao đẹp. Rồi, không để tốn thời gian của mọi người, cây này là cây số 1. Số 1 này em giao lưu giá bà con cô bác là 650.000, hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ nhiệt tình. Giờ em lên cây số 2. Cây này là cây số 2 mọi người ơi, cây này cũng hơi hơi chân dài đó, hơi hơi lùng lực. Cái mai này xét về đế thì nó nhìn nó rất là có duyên đó, tự nhiên ra nè, bệt nguyên cục đây, nuôi ra sao nó rất là dễ nè, nè của cái cành của đây, bông bao đẹp, nằm chậu 30, lọt lòng, hàng mini, hàng để bàn, chi vài trăm ngàn một cây. Những cây mai này em nói thiệt mọi người, chiều âu hoành của nó hoành 15, cũ chỗ này rất là đã nha mọi người, 26 chiều cao, 38. Mỗi lần thì em bán cây triệu ngoài 2 triệu là rẻ. Bây giờ em bán cái, thì mọi nhiều người nói ừ, tại kiếm những mặt hàng mà mấy trăm ngàn để mọi người có thể lựa chọn cái giá của em để mua, thì em bán hàng mấy trăm ngàn. Ngày hôm qua bán hàng mấy trăm ngàn có ông nội em nhắn tin kêu có hàng nào 70-80 ngàn không con. Biết khi nào có đi chú ơi. Rồi, cây này là cây số 2. Cây số 2 này em giao lưu với bà con cô bác là 650 ngàn, giá này em đưa ra em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 mọi người ơi. Cây này cũng gọi là cái cây mai dáng quái. Ngày hôm qua cái cây số 3 là cái cây mai cũng dáng ná ná vậy nè, được mọi người gọi nhất luôn, gọi nhiều nhất. Đó, cây này cũng vậy, hơi ná ná đó, đế đấm mà đủ để chơi, nằm chậu 30, lọt lòng. Nhưng mặt hàng này thì em nói với mọi người nghe nè, đơn giản thôi, cầm hai bàn tay vô là biết cây mai này nó lớn nhỏ như thế nào à. Rất là bé, hàng gọi là hàng mini, hàng để bàn, bởi vì nó mới chỉ có giá là vài trăm ngàn một cây. Nhưng mà được cái hàng này á, là em bao bông hoành, bông của nó cực kỳ đẹp, hoành 14, chiều cao 29 đó, xe văn nghệ. Đấy, cực kỳ đẹp. Cây số 3, cây số 3 này em giao lưu giá bà con của bác vẫn là 650 ngàn. Rồi, có cây 400 mấy nữa cho mày xem. Rồi, giờ em lên cây số 4. Còn cây này là cây số 4 mọi người ơi. Đó, quái, cực kỳ quái. Em vẫn cắt cành này dư đó. Một á, thì em cắt lý do để cành này dài. Lý do, một là gì, tán ở đây nè. Đó, mình chơi theo cành này. Hai là mình chơi theo cành trực. Đó, cắt gồm đây, lấy này làm đập chủ. Đế đấm của nó thì khỏi phải bàn tới. Chậu 30 không nằm vừa đâu. Rất là quái. Bông cực kỳ đẹp. Chân cẳng nó mọc, nó để tùm lum tùm la hết. Quan, cái này bị ốm hoài luôn. Quan 13, con chú, ông kêu đi khám bệnh. Ông thương mình, ông kêu coi chừng bị virus, cô virus cho con. Chiều cao của nó 39, chiều ngang cái bầu của nó là tới 30 lận. Cái này nằm chậu 30 thì nó không được đẹp lắm đâu nha. Kiếm cái dĩa nào hột xoài chiều dài của nó tầm khoảng chừng 35 á, nó đẹp hơn. Đó. Rồi, cây này là cây số 4. Cây số 4 này em giao lưu giá bà con cô bác là 1 triệu, giá này em đưa ra bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ em lên cây số 5. Dạ rồi, cây này là cây số 5 mọi người ơi. Số 5. Trời, cây dáng bài. Đôi khi có những cây mai mình cắt ra xong cái mình nghĩ bụng kêu sao mà mình cắt ra cây tào lao mới lao dữ vậy. Đó, cây dáng bài. Không biết đường tả cái mai này như thế nào luôn. Hoành có 11 năm ly à,
chiều bay ra nó 38 đó, nằm chậu 30 lọt lòng. Em không tả nhiều về cây mai này ha, tại vì nó chỉ thường thường cây thôi. Rồi cây số 5, cây số 5 này em giao lưu giá bà con cô bác là 450.000. Giá này em đưa ra bao ship tới tận đầu vườn luôn. Rồi giờ em lên cây số 6. Dạ rồi, cây này là cây số 7 mọi người ơi. Nó cổng mặt trời này nhìn nè. Quýt. Trồng là trồng như thế má nó như vậy nè. Ở lộn, cây số 6. Cây số 6. Cây dáng trực lắc nè. Nếu mà nuôi cành này ra, dựng cái đọt lên, bẻ cái này xuống một cái là ra cây liền. Cây số 6. Nhiều anh em nói tài bán cây thì đôi khi cứ quan trọng vô cây á, còn em đây biết rằng mình bán cây là quan trọng nhưng mà mình phải nói sao để cho khách hàng tin tưởng. Hoành 15 chứ đôi khi bán cây vô cứ nói về cây không thì không hay. Chiều cao của nó là 38, em đo chỗ này ha, nó ít là không phải là em đâu, em phải nói nhiều. Hoành chỗ này của nó là 34. Cái này cái số 6, cái số 6 này em giao lưu giá bà con cô bác là 700.000. Hy vọng sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Giờ em lên cây số 7. Dạ rồi, cây này là cây số 7 à. Cây này gọi là cái cây Mỹ đen. Giá nó đang cực kỳ đen luôn. Đó, em quay vòng nè. Ơ ơi, nó quái. Nó già dữ lắm rồi mọi người ơi. Nhưng mặt hàng của em đưa ra thị trường là mọi người cứ yên tâm vấn đề, gọi là vấn đề sức khỏe. Cây mai có trục trặc gì em chịu hết cho. Nhiều anh em cũng cầm phôi về nhà trồng cây, trồng sung lên rất là sung. Theo cái dáng của em ban đầu trồng sung lên, xong có tự nhiên thấy dáng nó không hay, tán bỏ đây, chết. Bắt em thường, cái đó là không đúng. Tại vì cái cây mai phôi, em diễn tả luôn, cây mai phôi sức của nó chỉ là như đó thôi. Mà mình muốn tán gục lại như đây là mình phải đợi cho khoảng vài năm nữa cây mai nó có sức khỏe mình mới làm. Chứ giờ đang không, cái nó đang dồn sức nuôi tược non mới ra được á, chút xíu mà mình tán đây cái chết, cái đó là em không có chịu được, cái đó là em không có chấp nhận được. Bởi vì thông cảm giúp em cũng có giải thích, bạn ấy đã hiểu rồi. Cái này là cây số 7. Quái nữa, hoành 14, củ ở đây nó có cái củ nè, củ gan con ốc sên 26. Chiều cao chiều cao của nó là 35, nằm chậu 30 lọt lông. Em xoay vòng sơ lại cái đó, cái này quái lắm nha. Rồi cây số 7, cây số 7 này em giao lưu giá bà con cô bác là 650.000. Hy vọng sẽ được bà con cô bác ủng hộ em. Giờ em lên cây số 8. Rồi cây này là cây số 8 mọi người. Cây này vẫn là gọi là cây quái, đế của nó quái ha. Cây này đúng ra cái tông của nó tông cao. Khi mà mình ví dụ như nó không có cốt cành thì em phải tán lùng lại cái. Về nhà thì mình vẫn ghép một bo ở đây đó, mình làm cái đọt chủ, bẻ một cành xuống, cái này bẻ cành xuống. Cái này đáng lý ra là phải chơi ghép nó mới nhanh được. Nếu mà mình để tông rau ra cây mai này nó không có hình hài gì chứ. Em là dạng là chơi bonsai, bây giờ em cắt lùng lại trên thế này, nhìn nó hay lắm. Cây mai này chân cẳng mặt tùm lum tùm na hết. Hoành 14 5 ly, chiều cao 25. Rồi cái này là cây số 8. Cây số 8 này em giao lưu giá bà con cô bác là 600.000. Rồi giờ em lên cây số 9. Rồi cây này là cây số 9 mọi người ơi. Đó, cây mai này là cái cây mai gọi là cây mai khẩu đại bác. Trời ơi nhìn mắt cười bà cú đế đấm đẹp. Tại tự nhiên cái cây mai mọc có cành này với cành này lên y ra như chữ V vậy nè. Nè đó, chữ V vậy nè, nhìn nó vô duyên của em tán bỏ này chơi đó. Vẫn ra hình hài đồng quan á, đế của nó khỏi bàn tới. Cây số 9, hoành không biết đo đo sao nữa. Đó đây thì nó ra 20, chiều cao đo sao trời, đây ha, 27, nằm chậu 30 lọt lòng. Rồi cây số 9, cây số 9 này em giao lưu giá bà con cô bác là 550.000. Rồi giờ em lên cây số 10. Rồi cây này là cây số 10 mọi người ơi. Trong thời gian mà đang bị virus gì covid cà ve gì đó đang trở lại, mọi người không biết làm gì, cứ lên dưới căn kinh mây vàng của miền Nam qua vô coi em. Tấu này, quanh này là cây này là cây số 10. Biết đâu chọn được những cây mai mình ưng ý, biết đâu rồi tự nhiên cái máu đam mê mai vàng đập vô mắt mình mua mai em được nữa là sao. Hoành của nó là hoành 16, cũ của nó là 23 năm ly, chiều cao của nó là 20. Ông quay vòng nè, đó cây mai này thì mình chỉ cần ghép một bo thôi. Đó, đây một cành, đây một cành, búa ra chơi ba cành lại ra cây rồi. Cây số 10, cái số 10 này em giao lưu giá bà con bắt là 500.000. Rồi giờ em lên cây số 11.
À rồi, cây này là cây số 11 mọi người ơi. Quái. Cái này vẫn là gọi là một cây trực thẳng lên, không có khúc cạnh, tán ngang cái về nhà mọi người ghép ra mình chơi ha. Cây số 11 vẫn nằm chậu 30 lọt lòng. Ho một cái nghe một cái ớn da gà luôn. Hoành eo 12 5 ly. Dạ, yeah, đo cái hoành đế của nó đây. 49 số 11. Đó. Rồi cái số 11 em giao lưu giá bà con bác là 550.000. Mình xoay vòng lại nè, cái ma này nhìn thì rất hay mọi người. Tuy vậy nhưng mà mình nuôi ra nó mới hay. Rồi, giờ em lên cây số 12. Dạ rồi, cây này là cây số 12 mọi người ơi. Cây này có thể gọi là xù, mà xù đến nỗi mà 80% có rồi. Quá trời nó già cây. Sâu. Búp băng. Số 12. Quanh. Hàm 2. Chiều cao 31. Đó. Sầu này muốn 80% rồi. Rồi cái số 12 này, cái số 12 em giao lưu giá bà con cô bác là 650.000. Sầu mà đế mà khá gì mà sầu 80% gì. Đó, nuôi bắn lên lợp lợp ra chơi gan cây trực vậy đó. Chỉ có 650.000 thôi. Rồi giờ em lên cây số 13. Đó, thấy không? Cây này là cây số 13. Cầm dù này. Trời mưa thổi lắc lắc lắc, cặp cây mai ra che nó chết cây mai. Cây này là cây quái nha mọi người. Về nhà chỉ cần nó nuôi sao giờ đó, nó nguyên cái dù nè, nó cứ ra chỗ nào bấm chỗ đó, ra chỗ nào bấm cái đó để lợp nguyên cái mập như vậy nè. Cái này kiếm cái chậu nào đun đun cao cao lên cái nữa là đừng có nuôi những cái tược gì dưới này chứ, nuôi đúng những dàn trên này. Ui, đúng quái luôn mà những cái cành trên này đang lên sụ hết trơn nha, nắng quá chè dưới sợ nó nắng. Quanh 16 năm ly, chiều cao 33, nằm chậu 30, hơi ém kiếm chậu là 35 lọt lòng. Ok nha mọi người, bông từ 8 cánh lên tới 12 cánh. Rồi cái này là cây số 13. Cái số 13 này em giao lưu giá bà con cô bác là 1.200.000. Hy vọng sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Rồi giờ em lên cây số 14. Rồi cái này là cây số 14 mọi người ơi. Quái, cực kỳ quái nha mọi người. Trời ơi, đế của nó kìa. Chồng là chồng những cái cây mai này bị gọi là quái nè. Chân cẳng bò thấy không, cắm xuống mà bò tùm lum tùm la luôn. Mà nhìn nó rất là duyên cây mai, cành thì cành bay nữa. Lợp, lợp, lợp ra nè đó. Còn cái này mình ví dụ mặt bên này mình không nuôi phải không, là mình có thể nhìn thấy được hết cái dàn đế. Rồi quay về đi. Lợp ra, lợp ra, lợp ra. Sao nó dày cái đoạn này ra nè. Bên này không nuôi ra, vẫn để thấy nguyên hết dàn đế. Nhưng mà những cái cây mai nào á, mình khoe những dàn bên này không nuôi á, bắt buộc nắng sẽ chiếu vô, màu hư da lắm. Mọi người kiếm gì che lại. Quay vòng, nó cực kỳ đẹp. Quanh 14, 15. Chiều cao 30. Từ đây đến đây 32. Rồi cây này là cây số 14. Cây số 14 này em giao lưu giá bà con cô bác là 1.000.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Số điện thoại là 0912256200. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em. Anh ơi, em nó chạy tốc độ nữa thì tốc độ nghĩa địa luôn, không cần tốc độ ban thờ nữa. Quá trời chạy xe, nhìn mai mình đẹp quá, chạy mất tiêu luôn. Rồi giờ em lên cây số 15. Rồi cây này là cây số 15 nha mọi người. Trời ơi, hình hài chân cẳng như con cua vậy đó. Thấy không? Cây này toàn cao chót vót, tán bỏ đây luôn. Bao sai mà mình phải tạo dáng đó. Tạo dáng lúc ban đầu, về sau mình đi nước dây nữa. Cái tê. Mai này ví dụ như nuôi ra không cái gì nè. Đó. Những cái vụ gì nè, chơi cực kỳ đảo luôn. Quanh 14. Chiều cao 25, thấy nó lùn 25 vậy thôi, nhưng thật sự tới lúc mình nuôi ra bèo nhất cũng phải từ 40. Đó. Rồi cái này là cái số 15. Cái số 15 này em giao lưu với giá bà con cô bác là 650.000. Cái số 15.
Rồi giờ em lên cây số 16. Dạ rồi, cây này là cây số 16 mọi người ơi. Ông ta vừa quay cái nào vậy? 16. Trời quái nữa nha mọi người. Ngày hôm nay toàn bộ là quái hết luôn. Nó nuôi cành ra đây. Chỗ này chưa có gán nuôi, chỗ này ra nữa nè. Nó lại ra y gan kia chật vậy đó. Tàn nó đóng cao cỡ gì thôi. Lại ra cây. Cực kỳ quái. Nhìn đôi khi nhìn cái máy thấy ghét không nè. Quanh 16. Chiều cao 40, 5 chậu 30 lọt lọt. Rồi cây này là cây số 16. Cây số 16 này em giao lưu giá bà con cô bác là 700 ngàn. Giá này em đưa ra bao ship toàn quốc Việt Nam. Rồi giờ em lên cây số 17. À rồi cây này là cây số 17 mọi người ơi. Đó, cây này vẫn là cây hơi quái thôi chứ không phải quái dữ. Nhưng mà được cái đường thân nó rất bự. Nó đều nhau chứ. Mai này dựng cái đọt lên, múa cành ra đây. Múa một cành ra đây. Đó, lợp, lợp, lợp. Bên này chỉ có một cành rớt xuống thôi là hay à. À mặt tiền gì nè. Đó. Quanh. Quanh 21. Chiều cao 25. Rồi cái này là cây số 17. Cây số 17 này em giao lưu giá bà con cô bác là 500 ngàn. Số 17. Rồi giờ em lên cây số 18. Dạ rồi cây này là cây số 18 mọi người ơi. 18 đúng không ta? Đúng rồi, cây số 18. Cây chực lắc. Chân cành bỏ đều hết nha. Để đắm đủ chơi. Nó cực kỳ đẹp. Đặc biệt nhất bông của nó từ 8 cánh lên tới 12 cánh. Quanh. Quanh 22. Chiều cao 71, 5 chậu 40 lọt lòng. Đó, bông cực kỳ đẹp. Cây này chưa có lên sầu. Được cái cốt cành mọc rất là đẹp. Nó nhịp. 1, 2, 3. Đó. Rồi cây này là cây số 18. Cây số 18 này em giao lưu giá bà con cô bác là 2.600.000. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Nếu ai coi clip này thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Đó là cái động lực để em phát triển cái kênh của em ngày càng lớn hơn. Rồi giờ em lên cây số 19. Rồi cây này là cây số 19 mọi người ơi. Vẫn là cây chật. Chân cành bỏ đều rất là đẹp. Để gom gọn lại ha. Bông của nó cực kỳ đẹp luôn. Cây này dấu hiệu của nó đang lên sầu. Sầu rồi nhưng mà em chỉ nói là nó chỉ nhóm sầu thôi. Chứ những cây mai sầu nhiều mới gọi là sầu. Số 19. Ngày hôm nay sẽ có một cây mai bự nhất trong cái bầy lớn của em sẽ lên cây mai bình này, nậu đế cực kỳ đã luôn. Quanh 21. Chiều cao 75. Củ nó ở đây 33, 5 chậu 40 lọt lông. Chân cành mọc rất là chững cây luôn. Nhịp nhàng. Từng nhịp, từng nhịp. Rồi cây này là cây số 19, cây số 19 này em giao lưu với giá bà con cô bác. Rồi đế rồi. Đế nào đẹp à? Bên này đế đẹp này, em chưa đục bỏ này nữa. Cây số 19, cây số 19 này em giao lưu với giá bà con cô bác là 2.500.000. Rồi giờ em lên cây số 20. Dạ rồi cây này là cây số 20 mọi người ơi. Bao khủng nha mọi người. Dàn đế của nó nè. Bên này nó có đế mà nó bị cắm vô bên này. Nó trời ơi cho mày. Khủng long. Dáng long thập bát trưởng. Cực kỳ tê luôn. Khủng. Cây này nằm chậu 60 lọt lòng. Quanh 34. 7 phải đo chuẩn xíu. 35 nha. Quanh 35. Chiều cao 1m17. Nồi đế 112. Xoay vòng lại. Tại cây mai này nó cũng lớn tiền. Xoay kỹ lại cho mọi người xem. Dàn đế bên này của nó là đặc sệt luôn. Nó. Còn bên này nó có mà nó không vô. Thấy không? Đó, mặt này là đủ chơi nha mọi người. Cây này của nó em vẫn bao bông. Cây này ra con rồng nó múa xuống cái đầu nè. Cắm xuống dưới đất nè. Cực kỳ tê luôn.
Rồi cái này là cây số 20. Cây số 20 này em giao lưu với giá bà con cô bác là 10.500.000. Hy vọng sẽ được bà con cô bác ủng hộ nhiệt tình. Em cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi 20 lít phô mai của em trong ngày hôm nay. Cây em đưa ra làm bao ship toàn quốc Việt Nam. Những cây mai này em bao sống. Còn bao sống là nói chung là chết cái nào thương cái đó. Mọi người cứ yên tâm gì mà mua chọn lựa phô mai bên em. Em cảm ơn mọi người nha. Chào bà con cô bác, hẹn bà con cô bác trong clip ngày mai.